Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 61 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 118 Nguyễn Trung Trang 118 Mời xem kinh văn Thuyết thị ngữ thời Hội trung hữu nhất Quỷ vương danh viết chủ mạng Bạch Phật ngôn Thế tôn ngã bổn nghiệp duyên chủ diêm phù nhân mạng sanh thời tử thời ngã giai chủ chi tại ngã bổn nguyện thậm dục lợi ích tự thị chúng sanh bất hội ngã ý trí lệnh sanh tử cụ bất đắc an trước tiên chúng ta xem đoạn này thuyết thị ngữ thời câu nói này là tiếp nối câu trước và dẫn đến câu sau phía trước khi ác độc quỷ dương trình thưa đoạn này với thế tôn xong thì lúc này ở trong pháp hội lại có một vị quỷ dương tên là chủ mạng từ trên danh hiệu chúng ta có thể nhận biết được việc mà quỷ dương này quản lý chính là việc sanh tử của mọi người trong thế gian này của chúng ta là chuyên môn quản lý những sự việc này cho nên được gọi là chủ mạng quỷ dương bạch phật ngôn thế tôn ngã bản nghiệp duyên dùng cách nói hiện nay để nói chính là chức vụ của quỷ dương ý nghĩa hiện nay của chữ nghiệp duyên là chức vụ của quỷ dương công việc của quỷ dương là chuyên quản lý mạng sống con người cõi diêm phù đề người này sắp ra đời sắp đầu thai ông trông coi những việc này lúc người này chết Ông cũng chăm sóc họ. Ngã giai chủ chi. Nhìn từ chỗ này, chúng ta mới hiểu ra con người từ lúc sanh ra đến khi chết đi có quan hệ mật thiết với thiên địa quỷ thần nhưng người hiện nay đọc những kinh văn này đều cho rằng đây là mê tín dùng hai chữ mê tín để mà cự tuyệt bài xích nó thế thì bạn có chịu sự quản lý của quỷ dương này hay không vẫn chịu sự quản lý của họ bất luận bạn có tin hay không không phải nói Tin thì mới có Không tin thì không có Vậy thì đơn giản quá rồi Chúng ta chỉ cần không tin lục đạo luân hồi Thì lục đạo luân hồi sẽ không có Không tin sanh tử thì sẽ không có sanh tử Đâu có đạo lý này chứ Bạn tin nó cũng có Không tin nó vẫn có như thường Nên giáo dục trước đây Không giống như hiện nay Giáo dục trước đây nhiều ít cũng có thể liên hệ đến ba đời. Nói đời quá khứ, nói đời hiện tại, cũng nói đời vị lai. Đời vị lai là nói sau khi chết. Sau khi con người chết đi, quá khứ là trước khi chúng ta sanh ra đây gọi là ba đời nền giáo dục cổ xưa của chúng ta nội dung của giáo dục có ba trọng điểm điểm thứ nhất là dạy bạn làm người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người nếu bạn không hiểu thì bạn sẽ không biết làm người rồi nếu không biết làm người thì cõi nhân gian này là con đường nguy hiểm giống như trên kinh đã nói mỗi bước đều hướng về ba đường ác bạn biết làm người thì bạn có thể tránh khỏi đường nguy hiểm đó bạn được thân người bạn còn có thể giữ được thân người tương lai được lại thân người tiếp tục và nhất định sẽ có cuộc sống thù thắng hơn hạnh phúc hơn hiện nay đây là giáo dục trọng điểm thứ hai là hiểu được mối quan hệ giữa con người với đại tự nhiên với tất cả động thực vật Giới sinh thái tự nhiên Sau khi bạn hiểu rõ rồi Bạn mới biết được đạo dưỡng sinh Trọng điểm thứ ba Là dạy bạn biết mối quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần Nếu mối quan hệ này được xây dựng tốt đẹp bạn sẽ được trời đất quỷ thần ủng hộ bạn được họ giúp đỡ nếu như mối quan hệ không tốt đẹp lúc nào cũng có lỗi với trời đất quỷ thần thì bạn sẽ phiền phức to rồi cái gì nên biết trời đất quỷ thần không phải phật bồ tát Họ vẫn là phàm phu Phàm phu nên vẫn có thất tình ngũ dục như thường Chưa có lìa khỏi Họ nhìn thấy người tu thiện Họ sanh tâm hoan hỷ Họ khen ngợi bạn Làm lợi ích cho bạn Nhìn thấy người làm ác Họ không vui Họ sanh tâm sân hận Họ muốn kiếm chuyện với bạn Họ muốn trừng phạt bạn cho nên trời đất quỷ thần là phàm phu chúng ta phải nhớ kỹ là phàm phu lục đạo nền giáo dục cổ xưa với nền giáo dục phật pháp đều hiểu được những chân tướng sự thật này nói thật ra người trước đây bất luận là pháp thế gian hay xuất thế gian đều xem trọng thiền định Trong Phật pháp nói thiền định, tuy là người thế gian không nói thiền định, nhưng họ đề sướng tâm thanh tịnh. Ít dục vọng, hoàn toàn tĩnh lặng. Trong sự tu dưỡng thường ngày đều xem trọng tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh đến trình độ nhất định thì tình trạng đời sống quỷ thần bạn có thể nhận biết được bạn có thể nhìn thấy người học phật trong thiên định thường hay nhìn thấy cho nên chuyện quỷ thần chắc chắn là có quỷ thần quan hệ vô cùng mật thiết với đời sống của chúng ta là giống như tổ chức trong chính phủ của thế gian hiện nay của chúng ta vậy mỗi cơ quan mỗi đơn vị của quốc gia đều có quan hệ với đời sống của chúng ta đạo lý này nhất định phải biết người hiện đại quan sát từ cái nhìn của khoa học nếu như đi sâu thêm một lớp đối với những sự tướng mà trên kinh phật nói thì tôi tin họ cũng có thể nhận ra được thông thường ở trung quốc gọi là bầu không khí Chúng ta chung sống với đại chúng Bạn cảm thấy có bầu không khí Tiếp xúc với thế giới tự nhiên Cũng cảm nhận được bầu không khí của nó Người nước ngoài gọi là từ trường Người Trung Quốc gọi là bầu không khí Khi bạn vừa tiếp xúc trong tâm bạn liền có cảm nhận được ngay Cùng ở chung một chỗ Nhưng bầu không khí lúc nhiều người Chỉ lúc ít người cũng khác nhau Bầu không khí lúc ban ngày Với ban đêm cũng khác nhau Những sự việc này chúng ta luôn luôn Có cảm nhận rất rõ rệt dùng cách nói và cách quan sát của nhà khoa học hiện nay thì đây là sự tiếp xúc giữa các sóng với nhau nếu như tần số sóng gần giống nhau thì chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu nếu như sống của đôi bên miên độ dao động của sống rất lớn rất nhanh thì chúng ta sẽ cảm thấy sẽ không tự tại cảm thấy rất bất an những sự lý này không khó hiểu. Thân thể con người chúng ta có hiện tượng của sống, sống tư duy, tưởng tượng ở trong tâm thì càng rõ rệt hơn. Tất cả hiện tượng vật chất cũng có hiện tượng của sống hoạt động của trời đất quỷ thần không có khác gì so với sống tư tưởng của chúng ta con người chết đi là sanh mạng kết thúc thân thể là vật chất nhưng tư tưởng của họ chưa có dứt nó không có bị tiêu diệt theo cái thân thể này sự thật này có thể nói tất cả nhà tôn giáo đều thừa nhận người thật sự có học vấn có đức hạnh họ cũng khẳng định không phải nói con người chết rồi thì tất cả đều chấm dứt chết rồi mọi thứ đều hết gì thì dễ rồi thông những con người chết đi chưa có hết mà tất cả vật chất mất đi cũng chưa có hết chẳng lẽ không nghe nhà khoa học nói sao tinh thần bất diệt vật chất bất diệt Hai câu nói này là chân lý Hai câu nói này ở trong Phật Pháp Có thể nói là thực tướng các Pháp Tướng chân thật Sự sanh diệt của tất cả vật chất Ở trong Phật Pháp gọi là duyên tụ, duyên tan Khi duyên tụ bất sanh Khi duyên tan bất diệt hiện tượng vật chất còn như vậy huống hồ là tinh thần cho nên chắc chắn không phải là mê tín chắc chắn là sự thật có rất nhiều người ở trong đời đã nhiều lần tiếp xúc với quỷ thần cảm ứng với quỷ thần suy nghĩ thật tỉ mỉ sẽ thấy làm sao họ không tồn tại làm sao họ không có quan hệ với đời sống của chúng ta cho được chứ quan hệ của chủ mạng quỷ dương với chúng ta là vô cùng mật thiết lời quỷ dương nói ở chỗ này tại ngã bổ nguyện thậm dục lợi ích lợi ích là giúp đỡ lúc con người sanh ra và chết đi thì trong ý của chủ mạng quỷ dương lúc nào cũng muốn giúp đỡ họ hy vọng họ có thể được yên ổn tự thị chúng sanh bất hội ngã ý tất cả chúng sanh này không hiểu ý của quỷ thần ý của quỷ thần là gì thích nhìn thấy người tu thiện chán ghét chúng sanh tạo ác cho nên trên kinh nói một niệm thiện nhỏ Cũng được quỷ thần ủng hộ Phật Bồ Tát khen ngợi Hướng hồ là bạn tu đại thiện chứ Chúng sanh không hiểu được ý Của trời đất quỷ thần Khiến cho việc sống chết Đều không được yên ổn Ý nghĩa của lời nói này là gì? Phía dưới đây là nói rõ Hà dĩ cố Thị diêm phù đề Nhân sơ sanh chi thời Bất vấn nam nữ Hoặc dục sanh thời đản tác thiện sự Tăng ít xá trạch Tự lệnh thổ địa Vô lượng hoan hỷ ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc lợi ích quyến thuộc vậy là nói rõ rồi Khi trong nhà sanh con Người trong thế gian Cho đây là việc vui mừng Có người nói giỏi Người Trung Quốc xem trọng nói giỏi tông đường Có người nói giỏi Cho nên ai cũng vui mừng Vui mừng thì bạn cần phải làm việc tốt Cần phải biết làm việc thiện Mới có thể tăng thêm lợi ích Và rạng rỡ cho gia đình của bạn thần thổ địa cai quản khu vực này thần thổ địa là giống như lý trưởng xã trưởng của khu vực này vậy bảo trưởng giáp trưởng của trung quốc thời xưa quản lý cái thôn xóm này của bạn quản lý khu vực của bạn những vị quỷ thần này họ nhìn thấy bạn làm việc thiện gia đình bạn lại có thêm đứa con thì họ vui mừng ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc mẹ con bình an hàng thân quyến cũng được lợi ích nhờ quý thần phù hộ xem tiếp đoạn dưới đây không hiểu được Ý của trời đất quỷ thần Vậy liền tạo tác tội nghiệp ngay Hoặc dĩ sanh hạ Thận vật sát hại Thủ chư tiên vị Cung cấp sản mẫu Cặp quản tụ quyến thuộc Ẩm tụ thực nhục Ca nhạc huyền quản Năng lịnh tử mẫu Bất đắc an lạc người thế gian không biết sự lợi hại này khi trong gia đình sinh con liền tổ chức lễ ăn mừng khi ăn mừng như vậy liền sát sanh các vị thử nghĩ xem sát sanh là kết oán thù với những chúng sanh này bạn tạo những tội nghiệp này Món nợ sát xanh này Sẽ trút lên đầu Của mẹ con người đó Vì sao vậy? Không có sanh con Thì mọi người sẽ không sát sanh Hôm nay con chào đời liền sát hại nhiều sanh mạng để ăn mừng Người thế gian Lúc sanh, sát sanh Lúc chết cũng sát sanh Mỗi năm mừng thọ cũng sát sanh Vậy có nguy hiểm hay không? Tội nghiệp này nặng biết bao Không những không được sát sanh Những gì trên kinh nói Có mấy ai hiểu được Mấy người chịu làm Thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu. Sau khi sanh sản, hầu hết người ta thường hay bồi bổ. Có rất nhiều cách thức bồi bổ. Lẽ nào phải sát sanh là mới được hay sao? Phải ăn thịt mới được hay sao? đạo lý này chỉ có người chân thật học phật người hiểu rõ những chân tướng sự thật này họ biết được họ mới chọn ăn chay cho nên cho người mẹ ăn chay Chắc chắn khỏe mạnh Điều đầu tiên Tâm họ được an Thứ hai là được chư Phật Bồ Tát Trời đất quỷ thần ủng hộ Thì sao họ không an được chứ Chúng tôi bình thường Tiếp xúc những vị đồng tu trong đó có một số gì là Ăn chay khi mang thai Tôi đã từng gặp qua Ở Đài Loan Tôi có mấy vị đồng tu Từng trải qua việc này Khi người mẹ mang thai Mà ăn thịt Thì bị nôn ói Nhất định phải ăn chay Sanh con rồi liền ăn chay Mãi cho đến mấy mươi tuổi cũng ăn chay Cơ thể rất khỏe mạnh Họ không có nói là Không ăn thịt là không được Không ăn thịt thì cơ thể không khỏe mạnh Đâu có loại đạo lý này chứ Sát sanh là tạo nghiệp trong tựa đề của đoạn này nói Khi sanh nở tránh việc sát hại Tuyệt đối không được sát sanh Quán tụ quyến thuộc Đây là khi bạn bè thân thích đến gia đình bạn để chúc mừng Chúc mừng thì không thể tránh khỏi việc uống rượu ăn thịt Gia đình giàu có thì có sướng ca đợn sáu hiện nay gọi là tổ chức liên hoan ăn uống. Ở Trung Quốc, gia đình trưởng giả giàu có mấy ngày nay còn có hát kịch. Mời đoàn kịch đến hát kịch để chúc mừng. Cách làm như vậy, nâng lên mẫu tử bất đắc an lạc. Vì sao vậy? Các bạn vui mừng, quỷ thần ở bên cạnh nhìn thấy, nổi sân hận. Sẽ không phù hộ bạn. Giết hại những chúng sanh này. Thì những chúng sanh này tương lai họ cũng sẽ đòi nợ mạng. Nếu như các vị thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng Tức là ăn nó nửa cân Thì tương lai sẽ trả lại tám lạng Không có chuyện lấy không được Chúng ta hiểu được đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì nhất định sẽ không dám ăn thịt chúng sanh nhất định không dám làm tổn hại chúng sanh nữa rồi biết được làm tổn hại chúng sanh chính là tổn hại chính mình gây phiền phức với chúng sanh chính là đầu mối chuốt họa cho mình đây là làm trái lại thiện tâm của quỷ vương Và thổ địa Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây Hà dĩ cố Thị sáng nan Thời hữu vô số ác quỷ Cặp võng lượng tịnh mị Dục thực tanh huyết Đây là điều mà mắc thường Của phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy Thật sự có những con ác quỷ này Số lượng rất nhiều Võng lượng tinh mỹ Họ đang làm gì vậy? Đây là chúng ta thường hay gọi là yêu quỷ Chúng thích ăn những thứ này Hiện nay Y học phát triển Mức độ Nguy hiểm Khi sanh sản giảm nhẹ hơn trước đây Chúng ta muốn hỏi Những tình trạng này có hay không? Có nếu bạn muốn hiểu tình trạng của quỷ thần thì ở trong bệnh viện là nhiều nhất tôi có mấy người bạn học y khoa lúc chúng tôi gặp nhau họ liền kể chuyện thấy những con quỷ này ở trong bệnh viện cho chúng tôi nghe bác sĩ y tá nhân viên làm việc trong bệnh viện đều tin chuyện này chính mắt họ nhìn thấy chính tay họ nghe thấy nhất là ở trong bệnh viện lớn những bệnh viện có lịch sử lâu đời thì nhiều hơn nữa quả thật không có sai một chút nào so với tinh kinh nói cho nên lúc con người còn sống lúc chết những con ác quỷ này nhiều vô kể trong ác quỷ có thể nói phần lớn đều là oan gia trái chủ nói lời thành thật nếu họ không có quan hệ gì với bạn Thì sẽ không dính liếu gì cả Thế là có dính liếu đến nhau Thì trong đời quá khứ Chắc chắn có quan hệ với bạn Nhưng những ác quỷ này cũng có người quản lý họ những vị quý dương này quản lý họ cai quản họ thần thổ địa đối với hầu hết mọi người chúng ta mà nói thì các ngài giống như là hộ pháp Ngài đến bảo vệ chúng ta Bảo vệ khu vực này Thì ngã tảo lệnh, Xá trạch thổ địa Linh kỳ Hà hộ tử mẫu Sử lệnh an lạc Nhi đắc lợi ích Quỷ dương Sớm đã sai các vị thổ địa thần linh đó cũng là những tiểu quỷ do quỷ dương quản lý bảo vệ mẹ con được bình an Như thị chi nhân kiến an lạc cố tiện hiệp thiết phước đáp chư thổ địa. Lúc sinh sản mẹ con được bình an thì cần phải đáp ơn quỷ thần phù hộ. Đáp ơn như thế nào? Tu thiện như vậy mới là đáp ân vậy. phiên vi sát hại tụ tập quyến thuộc vậy thì sai rồi vậy là không phải đáp ân quỷ thần rồi Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Đã trích dẫn một câu chuyện nhỏ Là chuyện của năm vạn lịch Triều Minh Đoạn chuyện nhỏ này Rất đáng để chúng ta Làm tham khảo Chứng tỏ Quỷ thần hưởng dụng không có khác gì với nhân gian chúng ta Ngài trích dẫn câu chuyện nhỏ Ở trang 123 Chữ nhỏ đếm ngược đến hàng thứ hai Nói rõ Không được phép Dùng rượu thịt Để cúng dường quỷ thần Thời xưa cúng tế quỷ thần tuy nói là dùng rượu nhưng thật ra là nước trong lễ xưa gọi là huyền tủ đó chính là nước dùng cái này để cúng tế trời đất quỷ thần là dùng đồ chay như vậy mới là chính xác những người thế gian chúng ta không hiểu được đạo lý này cho rằng nếu như không sát sanh cúng tế vậy là giống như đại bất kính nhất định phải sát sanh cúng tế mà không biết sắc sanh cúng tế Là tạo tác tội nghiệp rất nặng Chắc chắn sẽ không được trời đất Quỷ thần ủng hộ Trong ngàn ngữ thường nói Trời cao có đức hiếu sinh Ngài đã hiếu sinh thì sao bạn có thể sát sanh để cúng tế Ngài đây? Làm gì có đạo lý này chứ? Kết luận này dưới đây là nói với chúng ta Dĩ thị chi cố phạm ương tự thọ tử mẫu cụ tổn Bởi vì trong khi bạn mở tiệc ăn mừng Tạo tác những tội nghiệp này nên không được quỷ thần phù hộ trái lại thu hút rất nhiều ác ma ác quỷ những thứ tinh quái này vào nhà những thứ này đến rồi họ sẽ làm loạn họ khiến cho mẹ con đều không được yên ổn Loại tình hình này nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ Sẽ thấy tâm trạng người mẹ bất an Tiếp đó bạn xem đứa con đó Quan sát tỉ mỉ sẽ thấy nó luôn luôn có trạng thái giật mình hoảng sợ Chỉ cần bạn quan sát tỉ mỉ là có thể phát hiện được Nó giống như là rất sợ hãi, rất hoảng sợ Tuy nó không biết nói chuyện Không biết biểu cảm Bạn xem động tác của cơ thể đó Là có thể nhận ra được rồi Đoạn này là nói lúc sinh con Chúng ta phải làm sao tu phước Không được phép tạo tội Xem tiếp đoạn dưới đây Hữu diêm phù đề Lâm mạng chung nhân bất vấn thiện ác ngã dục lệnh thị mạng chung chi nhân bất lạc ác đạo hà huống tự tu thiện căn tăng ngã lực cố quỷ vương chủ mạng cũng rất từ bi không những quỷ vương chủ mạng từ bi phần trước chúng ta đã học qua quỷ vương ác độc cũng từ bi họ không muốn nhìn thấy chúng sanh đọa ba đường ác nói thật ra từng giây từng phút họ cũng luôn lưu ý giúp đỡ những chúng sanh làm ác này làm sao có thể khỏi phải thọ quả báo ba đường ác cho nên lúc lâm chung Không cần hỏi người này lúc còn sống Là làm thiện hay là làm ác Họ đều là dùng tâm từ bi Để giúp đỡ Nếu như người lâm chung này Lúc còn sống Có tu một chút thì căn Thì sẽ càng có lợi Cho sự giúp đỡ của quỷ dương Hay nói cách khác Họ sẽ càng có lý do để giúp đỡ bạn Thị diêm phù đề Hành thiện chi nhân Lâm mạng chung thời Diệt hữu bách thiên ác đạo quỷ thần Hoặc biến tác phụ mẫu Nải chí chư quyến thuộc Dẫn tiếp vong nhân Lên lạc ác đạo hà huống bổn tạo ác giả đoạn kinh văn này rất quan trọng bạn xem người sắp mạng chung chúng ta đã nhìn thấy không ít lúc bệnh nặng họ sẽ nói với người bên cạnh họ nhìn thấy người nào đó đến những người mà họ nhìn thấy này đều là người thân quyến thuộc của họ đã qua đời rồi họ nhìn thấy đó có phải thật sự là người thân quyến thuộc hay không không phải mà là oan gia tái chủ của họ biến hiện ra hình dạng bạn bè người thân quyến thuộc của họ để tiếp dẫn họ dẫn họ đi là để trả thù để báo thù điều này chúng ta phải biết nếu nhìn thấy người thân quyến thuộc sẽ rất dễ dàng đi theo họ đặc biệt là lúc chúng ta niệm phật trợ niệm lúc trợ niệm thì việc quan trọng nhất chính là trấn giữ cái cánh cửa này một khi nghe họ nói là nhìn thấy người nào đó Thì lập tức nhắc nhở họ Đừng quan tâm tới người đó Nhất định phải đợi đến khi a di Đà Phật hiển tiền Thì mới đi theo a di Đà Phật Nếu như không phải là a di Đà Phật Dù bất kể người nào hiển tiền Cũng thấy đều không quan tâm Thật sự họ không quan tâm Thì hiện tượng đó không bao lâu sẽ biến mất Liền đi ngay Điểm này là vô cùng quan trọng Lời khai thị lúc lâm chung Câu nói này là vô cùng, vô cùng quan trọng Từng giây từng phút nhắc nhở họ Là ngày đêm 24 giờ không được gián đoạn Chỉ sợ chúng ta vừa gián đoạn, vừa lơ là liền bị những hoàng gia trái chủ này Biến hiện ra thành người thân quyến thuộc Mà dẫn dắt họ đi đây là điểm mà người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết cho nên việc trợ niệm có lợi ích rất lớn người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh tâm từ bi niệm câu Phật hiệu này Người trở niệm càng nhiều càng tốt Từ trường này rất thù thắng Có thể khiến cho những quỷ thần Ác đạo này Không dám đến gần Người trợ niệm ít người trợ niệm không có thành ý thì quỷ thần ác đạo sẽ nắm được thời cơ họ nhân cơ hội đó mà vào điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý cho nên có người đến hỏi là lỡ như tìm không ra người trợ niệm chúng ta dùng máy niệm phật có được không chỉ có thể nói là tốt hơn một chút so với không có người mà thôi tốt nhất là có người để niệm như vậy là khác rồi Thế là Lúc sắp mạng chung Gặp phải những tình trạng này Nhất định đều rơi vào ba đường ác Nếu như lúc họ còn sống Lại tạo đủ thứ ác nghiệp Vì thì càng tệ hại hơn rồi Bồ Tát Địa Tạng cũng không thể cứu nổi sanh tử là việc lớn sau khi chết rồi đi về cõi nào đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc cho nên người lúc bị bệnh yêu ma ác quỷ đến quấy nhiễu trên kinh này nói Người cả đời luôn làm việc thiện. Còn rất khó tránh khỏi huống hồ là tạo ác. gieo nhân thiện được quả thiện gieo nhân ác gặt ác báo nhất định không sai chạy quả báo có hiện tiền hay không là do duyên có đầy đủ hay không duyên đầy đủ thì quả báo sẽ hiện tiền cho nên chúng ta tiễn người giảng sanh tiễn giảng sanh nó thật ra là giúp cho một người làm phật trong cả đời chúng ta làm việc thiện có việc thiện nào lớn hơn việc tiễn người đi làm phật này chứ không có việc thiện nào mà lớn hơn việc này cho nên người lúc lâm nguy bạn có thể hết lòng hết sức đi chăm sóc họ từng giây từng phút nhắc nhở họ đây chính là chiến đấu với vô số những ác quỷ ác thật này nhất định phải chiến thắng họ để người mất này được giảng sanh thật thuận lợi được phật tiếp dẫn cho dù người tạo tác tội ngũ nghịch thập ác Nếu như gặp được tăng thượng duyên như vậy Họ cũng có thể giảng sanh Tôi nghĩ các vị xem tịnh độ Thánh Hiền Lục Vãng sanh truyện Đều biết câu chuyện về Trương Thiện Hòa Triều Đường Trương Thiện Hòa là đồ tể Giết trâu cả đời giết trâu không biết đã giết bao nhiêu con rồi tạo bao nhiêu nghiệp rồi cho nên lúc sắp mạng chung ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến để đòi mạng cái này trong phật pháp gọi là tướng địa ngục hiện tiền lúc đó ông kêu cứu mạng duyên tốt Đúng lúc có một người xuất gia đi ngang qua Nghe thấy ở trong nhà ông la kêu cứu Người xuất gia liền vào bên trong thử xem có chuyện gì Trương Thiện Hòa nói có rất nhiều người đầu trâu Họ nói là muốn đòi mạng lấy mạng Vị sư phụ xuất gia này liền thắp cho ông một nắm hương Đưa cho ông bảo ông cầm trên tay Nhanh chóng niệm A-di-đà Phật Vì ông muốn được cứu mạng Liền lớn tiếng niệm A-di-đà Phật Niệm được mười mấy câu Phật hiệu Ông liền nói với người nhà Không thấy người đầu trâu nữa Đều đi hết rồi A-di-đà Phật đã đến Ông giảng sanh Bạn mới biết là Tạo nghiệp ác không quan trọng Một niệm lúc lâm chung đó gặp được duyên thụ thắng vẫn may có ông trương thiện hòa thật quá tốt gặp được thiện tri thức nếu ông không gặp được người này thì chắc chắn đọa ba đường ác chắc chắn là đọa địa ngục sau khi thọ xong tội địa ngục thì còn phải biến thành trâu để mà đền mạng rồi bạn giết một con trâu bạn phải đền mạng một lần cả đời bạn giết bao nhiêu con trâu bạn phải đền mạng bao nhiêu lần giết trâu sẽ như vậy cái gì phải biết giết hại bất kỳ chúng sanh nào cũng phải đền mạng động vật nhỏ đi nữa cũng phải đền mạng làm sao bạn có thể tránh nổi chứ bạn giết một con mũi giết một con kiến cũng phải đền mạng chúng bạn giết khoát không được cho rằng đây là côn trùng có hại nó có mạng sống nó cũng là chúng sanh đã làm việc ác nên đầu thai rơi vào cõi này biến thành cái hình dáng như vậy chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cũng thường hay làm cái việc này đời này được thân người làm sao biết được sau khi chúng ta mất đi thân người rồi sẽ được thân hình như thế nào đây cho nên sau khi được thân hình này rồi không nên kiêu ngạo không nên dựa vào cái thế lực của thân hình này để mà tàn hại tất cả động vật nhỏ để rồi sau này bạn cũng sẽ biến thành thân hình như chúng Bạn cũng sẽ bị người khác đến làm tổn hại bạn Nhân duyên quả báo Không có mảy may sai chạy ừ. Xin xem tiếp đoạn kinh văn chi đây Thế Tôn như thị chim phù đề nam tử nữ nhân lâm mạng trung thời thần thức hôn muội bất biện thiện ác nại trí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn đây là lúc sắp mạng chung Chúng ta gọi đó là tình trạng lúc hấp hối. Thời, Thời gian rất ngắn. Thực sự là họ hôn mê không biết gì. Thường thường họ cũng không nhận biết được Người thân quyến thuộc Hoàn toàn mất hết trí nhớ rồi Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm Lúc này là rất phiền phức Chỉ có người thân thức tỉnh táo mới dễ giúp đỡ một khi đầu óc không tỉnh táo thì sự việc này phiền phức rồi một người trong lúc mạng chung gặp phải tình trạng này cho dù gặp được thiền tri thức cũng đành chịu đây là nghiệp chướng rất nặng chúng ta phải nhớ kỹ lời chỉ dạy trên kinh địa tạng họ hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác hiện nay vẫn còn một số người mạng sống vẫn chưa hết phước báo vẫn chưa hưởng hết Người hiện tại gọi là chứng đảng trí của người già Chính là tình trạng này Ở trong đây là họ vẫn không phải lúc sắp mạng chung Thần thức hôn muội bất biện thiện ác Nại trí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn Đây là chứng mất trí, chứng bệnh đảng trí của người già Phải xem phước báo của họ nếu phước báo lớn Có thể ở trong tình trạng này 8 năm, 10 năm Họ vẫn còn hơi thở Họ vẫn còn hít thở Thế nhưng không biết gì cả Người họ thương yêu nhất Yêu mến trong gia đình họ Cũng không nhận ra Mỗi ngày 24 giờ đều ở trong tình trạng u mê Dạng người này đáng thương Muốn sống không được Muốn chết cũng không xong Sau khi chết rồi Nhất định là bị nghiệp lực dẫn dắt Sẽ không sanh vào cõi lành Nhất định đọa ác đạo Chúng ta Có khả năng bảo đảm mình tương lai Không rơi vào hiện tượng này hay không Ai cũng không dám đảm bảo Ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này Tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ Phật ở đây dạy cho chúng ta phương pháp Chúng ta phải nhớ kỹ Thị chư quyến thuộc đương tu thiết đại cúng dường Chuyển đọc tôn kinh Niệm Phật Bồ Tát danh hiệu Như thị thiện duyên năng lệnh vong giả Ly chư ác đạo Chư ma quỷ thần tất dây thoái tán Ở trong đây mấu chốt là Đại cúng dường Người thân quyến thuộc có chịu làm hay không? Có rất nhiều người bị chứng đảng trí xa xúc trí nhớ Nơi thật ra đều là những trưởng giả rất giàu có Gia đình giàu có Người thân quyến thuộc của họ Bận rộn tranh tài sản Ai còn đi làm việc cúng dường lớn cho họ chứ Sống chết không có ai hỏi cả Nghĩ đủ mọi cách để đoạt tài sản Người này thật đáng thương Bị đi vào ba đường ác rồi Nếu như người thân quyến thuộc Thực sự là người thông minh Người rõ lý Muốn cứu họ thế thì phải đem toàn bộ tài sản của họ đem ra để tu đại cúng dường giống như bà La Môn Nữ và Quan Mục Nữ phía trước đã nói đến vì cứu mẹ đã đem nhà cửa đất đai của mình thấy đều bán hết để làm việc cúng dường ngày nay thế gian này đến đâu để tìm người con hiếu thuận như vậy chứ bạn sẽ không tìm ra cũng tìm không ra bạn bè tin cậy để ủy thác nguy hiểm vô cùng nguy hiểm vậy làm thế nào chi bằng hiện tại liền tu đại cúng dường trên kinh nói bạn tu lúc còn sống thì bạn được lợi ích trọn vẹn bạn mới có thể tránh khỏi bệnh khổ lúc tuổi về già như thế này hiện nay phải giác ngộ phải thật sự giác ngộ con cái không thể tin cậy được bạn bè cũng không thể tin cậy được người thân đến cỡ nào đến cuối cùng họ cũng trở khỏe không thể tin cậy được thật sự có thể tin cậy được là chính mình nhưng lúc mình vẫn còn khỏe mạnh hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta phải chăm chỉ tu đại cúng dường Hết lòng hết sức mà cúng dường Cách tu cúng dường phải như thế nào? Việc này phải có trí huệ Phải gần gũi thiện tri thức Tu hành bất luận là hiển giáo hay mật giáo tông môn hay giáo hạ tại gia hay xuất gia điều kiện tiên quyết là phải rõ lý đối với đạo lý lớn về vũ trụ nhân sanh mà phật nói không thể không hiểu rõ không thể không hiểu rõ gì hiện tượng của tập pháp giới y Chánh Trang Nghiêm bạn hiểu rõ rồi sáng tỏ rồi bạn sẽ biết cần phải tu đại cúng dường như thế nào nếu như trong tình hình cụ thể trước mắt của chúng ta mà nói nguyên lý nguyên tắc cơ bản của nó là làm sao giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ vậy thì việc cúng dường này là lớn rồi làm sao giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui lìa khổ là lìa ba đường ác lìa lục đạo luân hồi lìa thập pháp giới đây là lìa khổ được vui niềm vui chân thật là giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc các vị các bạn có thể hiểu rõ rồi ngày nay cư sĩ lâm tịnh tông học hội là tu đại cúng dường Mỗi ngày có hai giờ đồng hồ giảng kinh. Đây là đại cúng dường giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Hiện nay niệm Phật đường mỗi ngày 12 giờ niệm Phật là giúp mọi người lìa khổ được vui. Đây là đại cúng dường cơ sĩ lý phát tâm hy vọng có thể thực hiện đại cúng dường dài lâu xây dựng thôn di đà tiếp đón người thập phương thực sự phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ tạo đầy đủ điều kiện niệm Phật cho họ. Đây là đại cúng dường. Ngoài ra, những việc thiện khác chúng ta nhìn thấy không thể không làm. Cũng phải hết lòng, hết sức đi làm Cũng là thuộc về đại cúng dường Như những thứ tai nạn Ở khắp nơi hiện nay Nặng lũ lụt ở Trường Giang Nặng lũ lụt ở vùng Đông Bắc Nộn Giang tù Hoa Giang Gây nên tai hại nặng nề Chúng ta nghe thấy rồi Chúng ta hết lòng hết dạ tu cúng dường Để cứu tai nạn này Không thể nói việc cúng dường này Có lẽ là việc cúng dường nhỏ nhoi Không phải Việc cúng dường này cũng là đại cúng dường Nhà Phật thường nói Phật không độ người không có duyên Phật muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Thì trước tiên phải bố thí kết duyên Chúng ta đã kết pháp duyên Kết thiện duyên với tất cả chúng sanh này Tương lai nhân duyên chính mùi Họ sẽ rất vui vẻ và tiếp nhận Phật Pháp Cho nên bố thí tài Là điều kiện tiên quyết Để Phật độ chúng sanh Thử xem tứ nhiếp pháp của Phật Điều thứ nhất là bố thí Tiếp đó là ái ngữ lợi hành đồng sự Xã tài tu phước Chỉ cần chịu xả Thì của cải sẽ ung ung kéo đến không dứt cho nên tài vật tuyệt đối không nên hà tiện Có tài vật phải biết bố thí Vui vẻ bố thí Thì người này liền có phước Người này chắc chắn không bị Thiếu hụt của cải càng bố thí thì càng giàu có càng giàu có thì càng phải bố thí mấy năm gần đây kinh tế khu vực đông nam á bị suy thoái đời sống nhân dân khốn khổ nên thu nhập bị giảm sút rất lớn giá nhà đất sụt giảm mất hơn một nửa chúng ta đi ra đường nhìn thấy rất nhiều công trình đang xây dựng phải ngưng lại nhà cửa không bán được thế nhưng chúng ta hãy xem cư sĩ lâm thu nhập của cư sĩ lâm cũng bị ảnh hưởng thu nhập của các tín đồ ít đi nên việc quyên góp hỗ trợ cũng giảm bớt. Thế nhưng từ khi chúng ta khởi giảng kinh Hoa Nghiêm đến nay, niệm Phật đường khai khóa. Hiện nay cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, không những thu nhập của chúng ta không có giảm bớt so với trước đây, mà còn tăng thêm hiện tượng hưng dưỡng của cư sĩ lâm rất nhiều người nói với tôi đây là điều trước đây chưa từng nhìn thấy vì sao vậy bố thí càng bố thí càng nhiều Phật nói những lời này ở trên kinh Chúng ta ở nơi đây tận mắt nhìn thấy rồi Bạn bố thí tài Thì tài ung ung kéo đến không dứt Bạn bố thí pháp Bạn chắc chắn được tăng trưởng thông minh trí huệ Bạn bố thí vô ý Thì nhất định được khỏe mạnh trường thọ Toàn bộ Phật Pháp nếu quy nạp trở lại Chính là một từ bố thí Trong bố thí có bố thí tài, bố thí Pháp, bố thí vô úy Chúng ta ai cũng hy vọng là được giàu có, được thông minh, được khỏe mạnh trường thọ Nếu bạn không tu nhân thì làm sao bạn được thọ quả báo chứ Chỉ cần bạn chịu tu nhân thì nhất định được quả thiện đây đúng như lời trong nhà phật nói trong cửa phật có cầu ác có ứng tôi rất hy vọng các đồng tu niệm phật tất cả các nơi trên toàn thế giới hy vọng mọi người đến nơi đây để tham học lời phật nói trên kinh những gì tôi giảng trong giảng đường giảng không rõ ràng giảng không minh bạch bạn nghe xong cũng rất khó hiểu ra cần phải đến nơi đây để đích thân trải nghiệm bạn mới cảm nhận được lời giáo huấn trong phật pháp là chân thật không hư dối mới có thể tăng trưởng niềm tin của bạn tăng trưởng tâm nguyện của bạn khiến cho bạn tràn đầy niềm tin y giáo vụng hành tương lai của bạn sẽ tươi sáng rạng ngời gặp phải gian nan lớn đi nữa tai nạn lớn đi nữa bạn cũng có thể vượt qua một cách rất yên ổn Bạn nhất định sẽ không mất đi tâm thanh tịnh tự tại Đây là lợi ích đạt được trước mắt Khi chúng ta học Phật Trước mắt có thể được lợi ích thù thắng như vậy Lợi ích gì sao là càng vô lượng vô biên hơn nữa trước mắt nhà phật thường nói là hoa báo tương lai là quả báo quả báo chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạc đó là sự thù thắng không gì sánh bằng cho nên phải biết tu đại cúng dường phải gấp rút tu không được chậm trễ sau khi cơ hội mất đi gặp lại được là không dễ dàng người thật sự có trí huệ có phước đức không có gì khác họ có thể thấy ra cơ hội có thể nắm lấy cơ hội để thành tựu vô lượng vô biên trí huệ phước đức của họ chuyển đọc tôn kinh đây chính là đọc tụng đại thừa mỗi ngày phải đọc thì mới không đến nỗi bị mê hoặc mới không đến nỗi Bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài Đọc Kinh chính là nghe Phật Bồ Tát chỉ dạy Niệm Phật Bồ Tát danh hiệu Đây chính là trì danh niệm Phật trong tu hành đó là phương pháp thù thắng nhất ổn thỏa nhất nhanh chóng nhất hiệu quả nhất phật ở trên kinh dạy chúng ta nhất tâm xưng niệm a di đà phật bạn phải biết nhất tâm sinh niệm bạn sẽ được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh trí huệ tâm không thanh tịnh sẽ sanh phiền não phiền não liền tạo tác ác nghiệp tâm thanh tịnh sanh trí huệ trí huệ mới tạo nên tất cả thiện nghiệp đây là phật ở trên kinh khai thị cho chúng ta mấy loại phương pháp cảnh giới ở trong mấy loại này đều vô cùng rộng lớn như thị thiện duyên năng lệnh vong giả ly chư ác đạo tu phước báo lớn như vậy đây là tu phước trên kinh phía trước đã giảng rồi. Những quyến thuộc giúp họ tu phước này sẽ được sáu phần bảy công đức. Người mất chỉ được một phần bảy. Thật sự có thể giúp họ rời khỏi ác đạo. Vì sao vậy? Khi họ lâm chung Đầu óc hôn mê Không biết gì cả Chắc chắn đọa đường ác Lúc này chúng ta nói trợ niệm Trợ niệm cũng không thể giúp được gì Trợ niệm cần phải đầu óc tỉnh táo Vì mới có thể giảng sanh Ở trong tình trạng này thì trợ niệm không giúp được gì Họ không biết gì cả Mà trợ niệm giúp họ Họ cũng không niệm Phật theo bạn Họ cũng không biết Phật là gì Đây là lúc vô cùng đáng thương Sau khi chết Sẽ đi về cõi nào Đây là thời khắc mấu chốt nhất Nếu như người thân huyến thuộc của họ Không có tâm từ bi Không có trí huệ Thì họ sẽ vô cùng đáng thương Người thân quyến thuộc thật sự hiếu thuận từ bi rõ lý thì nhất định sẽ làm như thế này họ có thể thoát khỏi đường ác có thể sanh về ba đường thiện lúc lâm chung bởi vì họ có phước lớn như vậy nên những oan gia trái chủ những quỷ thần này tạm thời cũng không đến quấy nhiễu họ sẽ lui tránh ra Tuy là lui tránh ra Nhưng không có nghĩa là đã hết chuyện Xong chuyện rồi Họ sẽ đợi cơ hội khác Để đến khi nào bạn mơ hồ Không ai giúp đỡ Thì họ sẽ quay trở lại Cho nên các vị phải biết Kết oán với tất cả chúng sanh Là không bao giờ dứt Ai sẽ chịu dễ dàng tha thứ cho bạn sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì tuyệt đối không nên kết oán thù với tất cả chúng sanh ở thế gian chúng ta gặp được một số người có ấn tượng không tốt đối với chúng ta nhìn thấy chướng mắt là oan gia trong quá khứ họ ác ý phỉ bán Thậm chí là hãm hại Chúng ta phải đối xử như thế nào? Phải dùng chân thành cung kính mà đối xử Chúng ta phải dùng tâm sám hối để đối xử Tuyệt đối không được có một niệm tâm ý báo thù nào Bạn có một niệm báo thù thì mối oán kết này Sẽ càng buộc chặt thêm Đời đời kiếp kiếp báo qua báo lại Không bao giờ dứt Không bằng tiếp nhận hoàn toàn Mà không có lời than oán Không những không có ác ý Đối với những người ác này Chúng ta còn có ý kính trọng Thì gút mắt này sẽ được hóa giải món nợ này sẽ tiêu mất, xóa sạch món nợ là việc tốt rồi. ở trong văn sao ấn quan đại sư dạy chúng ta luôn nghĩ là mình trả nợ thì không còn chuyện gì nữa rồi, không kết oán thù với bất kỳ người nào. chúng ta nên học theo cách dùng đức báo đức dùng đức báo oán thì chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều chướng ngại ở trên đường bồ đề ở thế gian cho dù chúng ta làm đủ thứ ngành nghề cũng sẽ giảm bớt đi những trở ngại Cơ hội thành công của bạn Sẽ tăng thêm rất nhiều Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Phải biết cách làm người như thế nào Xem tiếp kinh văn dưới đây Thế Tùng Nhất thiết chúng sanh Lâm mạng trung thời Nhược đắc văn nhất Phật danh Nhất Bồ Tát danh Hoặc đại thừa kinh điển Nhất cú nhất kệ Ngạ quán như thị Mỗi nhân trừ ngũ vô dáng sát hại chi tội Tiểu tiểu ác nghiệp Hiệp đọa ác thú giả Tầm tức giải thoát Đoạn kinh văn này Nói cho chúng ta biết Sự đáng quý của việc tu thiện Cho dù thiện nhỏ Cũng hiếm có Hướng hồ là thiện lớn Thời khắc then chốt đúc sắp mạng chung Lâm mạng chung thời Nhược đắc văn nhất Phật danh Nhất Bồ Tát danh Lúc này đầu óc của người Lâm Chung nhất định phải thật sáng suốt. Như vậy mới có thể làm được. Lúc sắp mạng chung đầu óc sáng suốt, biết rất rõ ràng minh bạch. Nếu như có thiện tri thức ở bên cạnh giúp đỡ họ, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn họ sẽ không đọa ba đường ác. Người đọa ba đường ác đều là người ra đi đầu óc rất mơ hồ. Đâu có chuyện một người rất sáng suốt, rất minh bạch mà đi làm ngạ quỷ, làm xúc sanh không có cái đạo lý này. Chúng ta phải biết là người trạng thái tỉnh táo lúc lâm chung là rất ít rất ít thấy tám chín phần người đều là mê mang bất tỉnh mơ mơ hồ hồ bạn nói xem đáng sợ biết bao Hễ là người đầu óc tỉnh táo lúc lâm chung Mặc dù tạo tác ác nghiệp Nhưng tâm địa của họ vẫn là rất thiện lương Tạo tác nghiệp ác là do họ không biết Họ không biết đó là tạo nghiệp ác Sát sanh ăn thịt Họ cảm thấy sát sanh ăn thịt là việc rất bình thường Họ không có cảm thấy đó là nghiệp ác nhưng người này tâm địa vẫn là rất tốt đây là chúng ta quan sát tỉ mỉ quan sát thấy từng phương diện nếu như tâm người này bất thiện thường hay nghĩ cách hại người giành lấy tiền của của người khác làm hết những việc tổn người lợi mình người như vậy lúc sắp mạng chung phần lớn đều là mê hoặc điên đảo cả một đời cậy thế ức hiếp người thậm chí lúc về già bị chính mất trí hoàn toàn mất hết trí nhớ mê mang bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn chưa dứt nằm ở trên giường như vậy tám năm mười năm chúng ta nhìn thấy ở thời đại này rất nhiều cho nên tu thiện là vô cùng quan trọng đoạn này chúng ta phải nên nhớ kỹ đây là căn cứ lý luận cho việc trợ niệm Con người lúc lâm chung Nếu như chúng ta gặp phải Chúng ta giúp đỡ họ như thế nào Lúc lâm chung Thời khắc mấu chốt Có thời gian rất ngắn Phải có phương pháp hiệu quả nhất Bất luận là họ cả đời Học Phật hay là không học Phật Thậm chí là phản đối Phật Phỉ bán Phật Cũng mặc kệ Lúc sắp lâm chung họ bị bệnh nặng Nằm ở trên giường Họ không thể làm chủ được Chúng ta làm chủ Chúng ta niệm a di đà Phật để cho họ nghe Không nghe họ cũng phải nghe Là gieo thiện căn cho họ hơn nữa phải khuyên bảo họ tuyệt đại đa số lúc lâm chung dù cả đời không tin phật đến lúc lâm chung có lẽ họ sẽ tin lúc này nhắc nhở họ nói cho họ biết lợi ích của niệm phật vào lúc này họ có thể nghe được danh hiệu một vị bồ tát hoặc danh hiệu một đức phật vào lúc này Dùng danh hiệu Phật Bồ Tát Là có lợi ích nhất Đại thừa kinh điển Nhất cú nhất kệ Nhất cú nhất kệ Là không cần đi tìm kinh nào khác Thời khắc mấu chốt này Buông xả vạn duyên Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Bất luận cảnh giới gì hiện tiền Nếu như bạn nói cho họ nghe Một câu kinh văn như Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Mọi thứ chẳng cần quan tâm Nói với họ chắc như đinh đóng cột Không có một mảy may nghi ngờ nào cả Vì mới là thật sự giúp đỡ họ Cho dù trong đời họ tạo tội nghiệp cực nặng bởi nhờ thiện duyên này nên tội báo của tội nghiệp đó không thể hiện tiền cho nên quỷ dương nói ngã quán như thị mối nhân trừ ngủ vô gián sát hại chi tội tội này thì vô phương rồi vì sao chị tội này quá nặng rồi Năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Làm cho thân Phật chảy máu Phá hòa hợp tăng Tội này quá nặng rồi Quỷ Dương nói trừ năm tội vô gián sát hại Quỷ Dương không thể giúp được Thế nhưng chúng ta biết rõ cho dù tạo tác năm tội nghiệp vô gián Lúc lâm chung nếu như đầu óc sáng suốt Có thể sám hối niệm Phật Vẫn có thể giảng sanh Trên kinh có nêu thí dụ Trong quán vô lượng thọ kinh Nói với chúng ta Vua A-xà-thế chính là người tạo tác Tội sát hại ngũ vô gián Lúc ông sắp mạng chung sám hối Niệm Phật cũng giảng sanh Thức ca mâu ni Phật nói cho chúng ta biết Ông giảng sanh phẩm gì rất cao Là thượng phẩm trung sanh Cho nên chúng ta đối với người tạo tội nghiệp Cũng không dám xem thường họ Không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta không được phép xem thường chỉ cần chưa chết đều có thể được cứu đến phút lâm chung cuối cùng chưa dứt hơi thở vẫn có thể cứu được hơi thở đó dứt rồi thì vô phương vậy thì hết cứu rồi giống như phía trước nói Người thân quyến thuộc giúp họ tu bố thí lớn Cũng chỉ có thể độ họ cao nhất Có thể độ họ đến cõi trời đau lợi Họ không thể giảng sanh Không thể ra khỏi tam giới Lúc còn chưa dứt hơi thở Có thể giúp họ giảng sanh Khuyên họ thật sự tin tưởng Thật sự sám hối thực sự niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Thì không có người nào không được độ Cho nên Pháp môn tịnh tông là không thể nghĩ bạc Cả đời tạo nghiệp ác rất nhỏ Hiệp đọa ác thú giả Đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục Những tội nghiệp này Khi bạn tu những việc thiện này thì tâm tức giải thoát Tâm là thời gian rất ngắn Cho nên Công đức của việc nghe danh hiệu Phật là không thể nghĩ bạc Đây là nhà niệm Phật thường nói Công đức của danh hiệu Phật là không thể nghĩ bạc Mời xem kinh văn dưới đây Phật cáo chủ mạng quỷ vương nhữ đại từ cố năng pháp như thị đại nguyện tư sanh tử trung hộ chư chúng sanh đây là phật khen ngợi quỷ vương chủ mạng đại từ ở đây không có khác gì so với tâm đại từ bi của phật hộ niệm tất cả chúng sanh quỷ vương lại có nguyện vọng ở trong sanh tử hộ niệm tất cả chúng sanh lớn như vậy là không có khác gì so với bi nguyện của bồ tát cho nên những gì quỷ dương này đều là do bồ tát hóa hiện ở trong đó ở trong cõi này cần dùng thân quỷ dương mà độ được liền hiện thân quỷ dương mà thuyết pháp thực sự các ngài không phải là người phạm nhược vị lai thế trung Hữu nam tử nữ nhân Chí sanh tử thời Nhữ mạc thoái thị nguyện Tổng lệnh giải thoát Vĩnh đắc an lạc Mấy câu nói này Là lời Thích ca mâu Ni Phật Khuyến khích quỷ dương Khuyên ông Đừng thối tâm quên lãng Lời hoàn nguyện từ bi đó Lời khuyên này vô cùng quan trọng bởi vì càng vào thời mạc pháp thì chúng sanh tạo nghiệp ác sẽ càng nhiều tạo tội nghiệp càng sâu càng nặng càng rộng lớn trong tình trạng như vậy chỉ sợ quỷ thần nhìn thấy sẽ thối tâm cho nên lời căn dặn này vô cùng quan trọng chúng ta đọc kinh hiểu rõ những tình trạng này cũng cần phát nguyện hết lòng hết sức giúp tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện Làm được như vậy Cũng là gián tiếp giúp cho những quỷ dương này Sanh tâm hoan hỷ Làm kiên định tín nguyện của họ Không đến nỗi thoái tâm Tuy chúng sanh tạo nghiệp ác rất nhiều Vẫn còn một số người hành thiện Tuy người mơ hồ nhiều Nhưng vẫn còn một số người sáng suốt đây là niềm an ủi đối với quỷ dương mời xem kinh doanh quỷ dương bạch phật ngôn nguyện bất hữu lự ngã tất thị hình niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh sanh thời tử thời cụ đắc an lạc Quỷ dương là Bồ Tát thị hiện Chứ không phải phạm phu Ngài là phát nguyện đến độ chúng sanh Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi khuyến khích Ngài Ngài tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bạch giới Phật Xin Phật đừng lo lắng Nguyện bất hữu lự Ngã tất thị hình Tất thị hình Tức là chúng ta gọi là Hy sinh cả mạng sống và thân hình này Niệm niệm ủng hộ Diêm phù chúng sanh ngày hiện cái thân này hiện ra thân phận quỷ dương dấn thân vào sự nghiệp này sự nghiệp này chính là hộ niệm việc sanh tử của tất cả chúng sanh trong thế gian hy vọng trong thời khắc bước ngoặt sanh tử ấy đều có thể được an vui đảng nguyện chư chúng sanh ư sanh tử thời tính thọ ngã ngữ vô bất giải thoát hoặc đại lợi ích đây là sự kỳ vọng của chủ mạng quỷ dương đối với Chúng sanh lúc sanh tử Chúng ta trong thời khắc sanh tử Phải nhớ kỹ lời của quỷ dương vào lúc này Nhất định phải đoạn ác tu thiện Thật sự hiểu rõ rồi Lúc còn sống phải biết được tu đại cúng dường, tu đại bố thí. Thì quý dương này sẽ sanh tâm vô cùng quang hỷ. Hết lòng hết sức ủng hộ bạn. Bạn nhất định sẽ không bị đọa ba đường ác. Ở trong Chú giải Pháp Sư Thanh Liên Trích dẫn Kinh Để chứng minh Ở đây Ngài đã trích dẫn ba đoạn Ý nghĩa của ba đoạn đều hay Đoạn thứ nhất ở trong Kinh Thế Ký Phật nói Nhất thiết nam tử nữ nhân Sơ thủy sanh thời Giai hữu quỷ thần Tùy trục ủng hộ. như kỳ tử thời, Bỉ thụ hộ quỷ, Nhiếp kỳ tinh khí, Kỳ nhân tắc tử. Cố là bởi vì nguyên nhân này. Chủ mạng quỷ dương, Nguyện nhân sanh thời, Tử thời thận vật sát hại, Ưng tu thiện duyên. Điều này quan trọng Tuyệt đối không phải mê tín. Đoạn thứ hai trích dẫn Đại Tập Kinh Vân Nhờ tu từ giả đương xả thân mạng thời Xã thân mạng chính là lúc lâm chung Kiến thập phương Phật thủ ma kỳ đỉnh Mông thủ xuất cố Tâm an khoái lạc Tâm đắc vãng sanh thanh tịnh Phật độ Đây là lúc lâm chung niệm Phật Lúc còn sống Có tâm từ bi Tâm từ bi là có thể xả được Vui vẻ bố thí cúng dường Phước huệ song tu Lâm chung nhìn thấy Phật Sau cùng trích dẫn một đoạn khai thị của Đại sư Liên Trì Tuy chỉ nói có hai câu Nhưng rất quan trọng Cố vân thê hữu tế tiên bất nghi sắc sanh Dĩ tư minh phước Câu nói này là do Ngài Đại sư Liên trì nói Cúng tế ông bà tổ tiên Không nên sát sanh Bạn cúng tế ông bà tổ tiên mà sát sanh Món nợ nghiệp sát của sát sanh này Sẽ trút lên đầu ông bà tổ tiên Vì sao vậy? Vì họ mà giết không cúng tế là không sát rồi Vì họ mà giết Cho nên tội này Là bạn làm nặng thêm tội nghiệp của tổ tiên Đây gọi là đại bất hiếu Nhưng nghiệp sát này Giống như công đức nói ở phía trước vậy Bạn không nên cho rằng tôi cúng tế tổ tiên Nghiệp sát này họ gánh rồi Tôi sẽ hết chuyện Thì thì bạn sai rồi Nghiệp sát này có bảy phần thì người sát sanh là chiếm sáu phần Còn tổ tiên chỉ một phần Cùng đạo lý giống nhau Bạn phải biết Là bạn du oan giá họa cho họ Chứ họ không có bảo bạn giết Bạn vì họ mà giết Cho nên trách nhiệm nghiệp sát này Mình vẫn phải gánh chịu sáu phần Còn tổ tiên chỉ gánh chịu một phần Kẻ còn người mất đều bất lợi Đại sư Liên Trì cũng là bậc Tái Lai Ngài biết những chân tướng sự thật này Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Trong phần khoa đề tựa là như Lai Phát Bổn Nói rõ Chân ừ. tướng sự thật này Nhĩ thời Phật cáo địa tạng Bồ Tát Trên thực tế là nói với mọi người chúng ta Thị Đại Quỷ Vương Chủ Mạng Giả Đây là Chủ Mạng Quỷ Dương Dĩ tầng Kinh Bách Thiên Sanh Tác Đại Quỷ Dương Ơ sanh tử trung ủng hộ chúng sanh, vì quỷ dương này từ bi đến cực điểm, thì đại sĩ từ bi nguyện cố hiện đại quỷ thân thực phi quỷ giả, ngài là Bồ Tát pháp thân đại sĩ ngài không phải thực sự là quỷ thực sự là quỷ thì làm gì có tâm tốt như vậy bồ tát thị hiện thân quỷ để chủ trì sự việc lúc sống lúc chết của tất cả chúng sanh chúng ta cần hiểu rõ những chân tướng sự thật này Đại sư Thanh Liên ở trong chú giải Trang 131 hàng thứ nhất Từ trong đó Ngài có kể một câu chuyện Ngài kể chuyện xưa kia Ngài Đạo Sanh Thuyết Pháp tại Hổ Khâu Đây là Pháp Sư Đạo Sanh Tôi nghĩ các chị đều rất quen thuộc Rất nhiều người đến từ Tô Châu đều từng thấy Hổ Khâu Ngài Đạo Sanh Thuyết Pháp Ngay cả đá cũng gật đầu Mọi người cũng có thể đi xem thử những tích xưa này Ngài kể có một lần Pháp Sư Đạo Sanh thuyết Pháp Nhìn thấy một con quỷ Quỷ hiện thân Mỗi ngày đến nghe Pháp Ngài Đạo Sanh liền nói với con quỷ đó Ngươi hiện nay là quỷ Tại sao ngươi không đầu thai đến cõi người Ngài Đạo Sanh khuyên con quỷ này đầu thai đến làm người Quỷ trả lời Ngài Quỷ dùng thơ đáp Tác quỷ kinh kim ngũ bách thu Chứng tỏ ông ta làm quỷ đến nay đã 500 năm rồi Giả vô phiền não giả vô sầu Ông ta làm quỷ mà chẳng có phiền não Cũng chẳng có ưu sầu Sân công khuyên ngã vi nhân khứ Chỉ khung vi nhân bất đáo đầu Ông ta nói làm quỷ là vẫn tốt hơn Quỷ nghe kinh Họ cũng khai ngộ cho nên chủ mạng quỷ dương đây là đại quỷ dương ở trong chùa diêm la đại quỷ dương cai quản việc lớn sống chết của con người đây là bồ tát hóa thân đến chứ không phải quỷ phía sau Phật còn nói thêm một đoạn chúng ta hãy đọc qua một lần khứ hậu quá nhất bách thất thập kiếp đương đắc thành Phật hiệu viết vô tướng như lai kiếp danh an lạc thế giới danh tịnh trụ kỳ Phật thọ mạng bất khả kế tiếp đây là Phật ở chỗ này nói thọ ký Nói rõ Chủ mạng đại quỷ dương Tương lai sau này Ông thành Phật Hiện nay ông là dùng thân phận quỷ dương Đang hành Bồ Tát Đạo Đang tu Pháp lục độ Đang hành Bồ Tát Đạo Cho nên hành Bồ Tát Đạo Dùng đủ dạng thân phận khác nhau Đủ dạng hành nghề khác nhau Là ngay trong đời sống hiện tiền của bạn Tổng công việc hiện tiền của bạn mà tu học Chủ mạng quỷ dương đây cũng đã làm mẫu rất tốt cho chúng ta xem rồi Được rồi, hôm nay chỉ dẫn đến đây A-di-đà-phật